Xin chào tất cả mọi người nhé, chào các cô, các bác, các anh, các chị. Nhân tiện có cách đặt một cái mẫu dao mới nên là em hôm nay sẽ làm cái video này để review luôn cho các bác xem cái mẫu dao đặc biệt của bên em. Đây, nó gọi là thanh kiếm mini. Như các bác nào đã theo dõi kênh của em thì trước biết em đặt cái tên kênh là Dao Quan Vũ. Nhưng mà nhiều người vào hỏi đặt dao, đặt kiếm, đặt phớ toàn loại to, bọn em không làm mấy cái loại đấy. Giờ em đổi lại thành cái kênh gọi là rảnh thì ngồi làm thôi. Vì chỉ có những người rảnh thì mới mua những cái loại dị dị này về chơi thôi. Thì bên em như các bác đã biết rồi thì có bọn em có hai cái loại bán chạy, đến là dao gấp M390, thép M390 và cái dao Kuri thép Damascus. Còn cái loại này thì phải nói là hiếm lắm mới có người đặt. Thì bọn em hôm nay tranh thủ làm cái video này lên để cho các bác xem. Thực sự là cái này, cái loại này nó rất kén người chơi và giá của nó cũng khá là đắt. Toàn bộ dao thì dao này thì nó không phải làm bằng thép M390 đâu, bởi vì nó khó làm. Cái này nó chỉ là thép VG10 thôi. Nhưng bên em cũng đã mài bén cho khách theo yêu cầu của khách rồi. Khâu thì vẫn là khâu đồng. Làm những loại nhỏ này cực kỳ mất thời gian và tốn công. Giá thì thật sự là giá quá cao các bạn. Nếu so với một con dao đa năng hoặc một thanh kiếm kiếm Nhật các bác mua ở trên thị trường bây giờ bèo bèo nó cũng phải 1 triệu 2 triệu, mà cái thanh này nó bé bằng một phần mấy cái thanh kiếm Nhật thì đáng ra giá của nó chỉ khoảng vài chục thôi, nhưng mà không hề các bác ạ. Nó đắt là do cái thời gian mình làm ra lâu. Thì nhân tiện có khách chơi đặt thì mình quay cái video này cho các bác xem này. Cái này thì nhìn qua video có thể không rõ đâu, nhưng mà khi các bác cầm trên tay sẽ thấy được cái độ tinh xảo tỉ mỉ của nó. Làm cái loại mini này cực kỳ khó khăn, không hề đơn giản như các bác nghĩ. Nó đòi hỏi sự tỉ mỉ, chăm chút từng chút một. Cái này có lẽ tí nữa em sẽ dùng cái len cận cảnh để em zoom vào từng cái chi tiết nhỏ trên cái thanh kiếm này, thì các bác sẽ nhìn thấy rõ được toàn bộ thân kiếm làm bằng gỗ nhé. Toàn bộ làm bằng gỗ chứ không phải nhựa. Các bác mua về có thể đặt lên mũi ngửi thấy cái mùi thơm của cái gỗ này. Dao này đã được bên em mài bén rồi. Thì cái clip sau em sẽ hướng dẫn các bác mài bén cái con dao nhé. Dao nào cũng có thể mài bén được. Các bác nào chưa mài bao giờ, không biết mài cũng có thể mài bén được. Thì nó cần một cái dụng cụ để mài. Thì cái clip sau em sẽ quay video cho các bác xem nhé.
Chiều dài của con dao này tính cả cán là 18 cm. Sử dụng mấy cái loại dao sắc này các bác nên cẩn thận một chút nhé. Đây, như bọn em nghịch mỗi tí mà sơ sẩy một cái là nó chơi một ít máu của mình rồi. Cứ lần nào mà có một mẫu dao mới này y rằng ngồi nghịch một lúc kiểu gì cũng văng máu ra, tét dao luôn. Thế mới kinh. Hay mà mấy bác chơi mấy cái loại dao to chắc là không cẩn thận là mất luôn ngón tay. Đây, bọn em dao nhỏ thế này tí cái nó liếm cho phát đây. Con này rất là bén, con này bọn em mài bén lắm. Nhưng mà cái thép này nó không phải là chất thép M390 nên cái độ giữ cạnh của nó không được bằng. Tuy nó vẫn là thép rất là cứng, thép chống rỉ nhưng mà cái thép M390 các bác có thể cắt cắt thoải mái. Nhưng cái loại này thì các bác cắt cũng được nhưng mà cái thời gian mà cái độ 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 giữ cạnh của nó giữ 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 bén của nó không không được tốt lắm. Nếu các bác sử dụng nhiều thì mình nên học cách mài. Học cách mài thì nó sẽ luôn luôn sắc bén, luôn luôn sáng bóng. Còn nếu mình không biết mài thì một thời gian mình dùng nhiều nó sẽ cùn đi. Cái loại này về công năng của nó thì cũng bình thường thôi. Các bác có thể cắt chanh, cắt ớt, cắt rau, cắt riết thoải mái, hành tỏi. Hoặc là dùng để khui hàng, mở hộp hàng. Như là em đóng hàng, gói hàng, nhận hàng rất nhiều. Em hay dùng để em mở hàng luôn. Cũng rất là hay, nó một món đồ chơi rất là thú vị ở trong nhà. Loại này em hay cho cái thằng hình nhân của em nó cầm. Nói chung là khách đến nhà chơi cũng rất có cái này để trên bàn, khách rất là chú ý, rất là thích thú. Thực sự đi, cái món đồ này nó hợp với ai? Nó hợp với những người gọi là dị tính ấy, cũng thừa tiền nữa. Như vợ em mà hỏi em là có bỏ ra được 100.000 mua cái con này thì chắc nó cũng bảo là điên. Cho hiểu, nó bảo là thừa tiền. Nhưng mà nó đâu biết được là cái này nó hoàn thiện của nó mất dày công nhiều ngày như thế nào đâu. Bên em còn có một số loại loại dao để dành dành riêng cho cái tượng ở Quan Vân Trường, thì em sẽ up cái ảnh lên Facebook. Nếu bác nào có nhu cầu đặt làm thì bọn em sẽ đặt sau nhé. Thì trung bình một cái hoàn thiện một cái con dao như thế này thì sẽ mất tầm khoảng 1 tuần cho đến 2 tuần, tùy vào nguyên liệu và tùy vào cái thời gian, tùy vào cái tình hình nhập nhập cái nguyên vật liệu. Em làm cái kênh YouTube này thì rất nhiều các bác inbox hỏi em là có làm dao kiểu loại to, kiếm Nhật hoặc dao Trung Quốc to bản không, thì bọn em không làm mấy cái loại dao chém người đấy nhá. Mấy cái đấy các bác lên mạng tìm rất nhiều người làm rồi, giá cũng rất là rẻ, rất nhiều người bán này. Em không cạnh tranh được với những cái người đấy nên em không làm mấy cái loại dao đấy. Dao đấy mang đi bưu điện gửi run lắm, cầm vác một đống ra bưu điện nhiều khi họ ấy mở ra họ không nhận gửi mấy loại dao ấy đâu, nó gọi là vũ khí ấy. Mấy cái loại này nó chỉ nhỏ tầm 10 đến 20 cm đổ lại thì gửi thoải mái. Mình làm đồ chơi là chính chứ còn đồ chém lợn, chém gà, mổ trâu thì trên thị trường nhiều, các bác tìm đâu cũng có.
chỉ có những cái loại mà kén người chơi này các bác không tìm được ở đâu mà các bác thích thì các bác quay lại đây các bác hỏi em. Ok, em nhận em đặt cho các bác thôi, chứ còn mấy cái loại dao to búa lớn kia thì ở đâu các bác tìm chả có. Trăm người bán vạn người mua rồi. Em không bán mấy loại đấy. Cái bao gỗ này cực kỳ khó làm, mất công. Xảy một tí thôi, chỉ cần mài nó hơi quá tay một tí là nó gãy. Đánh bóng thì nhiều khi xong đến công đoạn cuối cùng đánh bóng thì còn trượt tay phát là lại hỏng, lại phải vứt đi làm lại.